Xin chào mọi người, mình là Ben đây. Vào những ngày update đang đến gần thì admin Rip Inra lại spoil với ta một thông tin mới về trạng thái của quỷ của trái mắt ma được làm lại nha mọi người. Và nói cụ thể là như thế nào thì hãy cùng xem video này để biết. Và các bạn hãy cùng có thể gọi là dành một giây để like, subscribe của mình để mình có nhiều động lực để khi mà ra cái update cho mọi người mình sẽ làm nhiều video hơn cho các bạn xem. Và mình sẽ còn live stream không update cùng mọi người nữa nha. Rồi thì hiện tại là cái thông tin về cái việc update đang đến gần thì nó rất là cháy rồi mọi người. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem về cái thông tin mới nhất từ ông Rip Inra Spoiler nhá. Và trong đó lúc đó ông đã còn có ghi một cái lời giống như là để cho anh em giải mã xem ý liên quan tới việc update pack 3 là như thế nào. Rồi giờ cùng mình xem hồi nào anh em, let's go. Rồi thì giờ mình sẽ vào Twitter của ông Rip Inra nhá. Rồi thì các bạn có thể thấy thì ông đã gọi là đăng một cái bài này. Đấy anh em thấy chưa, quả là ngầu luôn đúng chưa. Chúng ta đã phát hiện ra đó chính là hai cánh tay của trái mắt ma. Và ông này đã ghi rằng là đây chính là một trong những, nói chung là sẽ có rất nhiều trái quỷ nè anh em, many fruits được làm lại trong update tiếp theo nhá. Và đây chính là một trong những trái quỷ được làm lại đầu tiên, đó chính là trái mắt ma nhá. Và ra là bây giờ thì admin đã làm lại rất nhiều trái rồi. Thì giờ mình sẽ nói cụ thể về cái này nha mọi người. Thì các bạn có thể thấy rằng đây là hình dạng của trái mắt ma, nó rất là ngầu đúng chưa. Nó có hai cái bàn tay rất là lớn luôn em. Đấy, và mắt ma này giống như màu mắt ma V2 vậy đó. Và mình thấy sánh ra rằng cái này giống như một hình dạng của quỷ. Thì như admin đã nói, nó sẽ có, mình dịch Google dịch cho bạn xem nè. Đó, mình vào đây dịch cho các bạn xem rõ hết những gì admin đã nói nha. Đó, quỳ từ từ để mình xíu các bạn. Nói chung là mình nhìn rất là cháy rồi, sáng sớm thức dậy thấy cái này. Rồi, thì đây có nghĩa là thời gian của quỷ nha anh em, thời gian của ma quỷ. Là một cách ngắn gọn đi chỉ cho cái này nè anh em. Đó, và đây chính là bản cập nhật có sự hỗ trợ của Eudemons. Cái này nè, mình cho các bạn xem lên mạng mình gõ ra này thì mình thấy những cái hình dạng của giống như những con quỷ với anh em. Thì ai mà có xem cái này rồi thì các bạn có thể comment bên dưới. Thì nó tóm gọn đây chỉ là một cái hình dạng kiểu của quỷ thôi. Và đây là của trái mắt ma V. Mình nghĩ là cái này có thể làm V1 hoặc là V2. Và nếu mà V2 thì nó sẽ gọi là thêm một skill mới nha. Mà mình nghĩ này là V1 rồi anh em, V1 được remax lại. Đó, quá là xịn luôn. Rồi thì ngoài ra nữa thì cái này nó các bạn admin còn có thêm rằng đó chính là có rất nhiều trái được làm lại như vậy. Chứng tỏ là không chỉ có một mình trái mắt ma được làm hình dạng này, mà còn có thể một số trái được làm hình dạng nữa nha. Và nó sẽ có nhiều hình dạng khác nhau hơn và rất là ngầu nữa. Nói chung đánh giá là chỉ cần spoil một tấm ảnh về trái mắt ma là đã cho chúng ta thấy được một cái sự ngầu của update tiếp theo rồi mọi người. Đó. Và ngoài ra nữa thì ổng admin đã có tung ra hai cái dòng ở dưới đây mọi người. Đây ông này ghi một cái gọi là cho bạn đọc nha. Thì mình sẽ gọi là dịch nghĩa này cho bạn xem luôn. Ổng ghi là cuộc sống giống như một chiếc bánh sandwich, dù bạn có lật theo cách nào thì chiếc bánh mì có trước. Thì cái này nó theo hai nghĩa mọi người. Mình đã hồi đó mình đã gọi là gán tìm hiểu anh em. Thì đầu tiên nghĩa bóng đó chính là các bạn khi biết rằng ăn bánh sandwich đúng không, thì các bạn phải ăn cái phần vỏ bánh mì ở phía ngoài trước thì mới ăn vào phần bên trong được. Còn ý nghĩa thật sự của nó là nó giống như một từ lóng chỉ về tiền bạc anh em. Điều đó chứng tỏ là gì, là ý là nói tiền bạc là rất là thứ rất quan trọng cho cuộc sống, là thứ đầu tiên anh em. Đó, cho nên là admin đang ám chỉ rằng là muốn sở hữu những thứ này cho mắt đếp 17.3 thì phải bỏ ra một số tiền belly rất là lớn. Và các bạn ý là ông nó kêu các bạn đi farm belly trước đó để update tiếp theo sử dụng một số tiền cực lớn để cho thức tỉnh những cái mọi thứ trong update tác 3 nha. Đó là cái ý nghĩa mình đã tìm hiểu được. Rồi thì ngoài ra còn cái này nữa thì ông ICR lại tiếp tục đăng một cái bài nè. Ông này đăng một cái bài là anh em biết là update có khi là ngày mai lại tung ra trailer như mình đã nói hôm qua phân tích anh em. Đó thì ông này có đăng là những người nào đã sẵn sàng cho update tác 3 rồi. Đấy, ông ICR đã đăng sẵn sàng trước rồi nha. Đó chứ nó là gì anh em, update chắc chắn đang đến gần rồi. Và theo như mình dự toán không sai, gọi là dự tính không sai thì là tuần sau là cái ngày update chắc chắn là sẽ ra nhá. Còn cái ngày mà ra trailer thì có thể là vào ngày mai hoặc là một hai ngày đó anh em. Đó, còn tuần sau là sẽ ra update luôn. Đó thì cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nghĩ sao về thông tin này? Hãy comment bên dưới. Còn mình thì chúc bạn một ngày tốt lành.